Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Hải xin dạy các em toán lớp 7, bài số 3 sách chương trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, nếu các em thấy quảng cao, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để Hải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 3 lý thừa của một số phương tiện. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 3, phần bài tập. Như vậy là hôm trước thì mình đã học tiết 1, tiết 2 rồi. Em nào chưa xem tiết 1, tiết 2 thì các em hãy vào kênh Hải Liêm. Các em sẽ vào danh sách phát toán lớp 7 chương trình sáng tạo các em xem nhé. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp tiết 3 phần bài tập câu số 5. Tính nhanh. M sẽ bằng 100 trừ 1 nhân cho 100 trừ 2 bình phương nhân cho 100 trừ 3 bình phương nhân cho rất nhiều số ở giữa. Như mình thấy có nghĩa là nó sẽ tăng dần. Như vậy là 100 trừ 4 bình phương, 100 trừ 5 bình phương, đúng nào? Đến 100 trừ 50 bình phương mới dừng lại nha. Giờ hãy sẽ làm câu số 5. Như vậy mình sẽ viết là cái đề trước nhé. M bằng 100 trừ 1 nhân cho 100 trừ 2 bình phương nhân cho 100 trừ 3 bình phương nhân cho 300 nhân cho 100 trừ 50 bình phương. Giờ xuống dòng bạn. Như vậy là 100 thì mình sẽ có thể viết thành lý thừa chính là 10 bình phương, đúng không? 1 thì mình có thể là viết là 1 bình phương, đúng không? Tương tự 100 là 10 bình phương trừ cho 2 bình phương. Mình sẽ xem quy luật của nó nhé. Như vậy là 100 sẽ là 10 bình phương trừ 3 bình phương như vậy. Ở đây là 10 như vậy là tiếp theo mình sẽ có ở giữa đây có một số rất là quan trọng, chính là 100 trừ cho 10 bình phương, đúng không? Như vậy thầy sẽ thêm số ở giữa cho các em dễ, vì số đó rất quan trọng nên mình ghi lại. Như vậy là số ở giữa sẽ là 100 trừ cho 10 bình phương. 100 thì quyết là 10 bình phương luôn. 10 bình phương trừ 10 bình phương. Giờ cuối cùng thì mình sẽ ghi về là 100 chính là 10 bình phương trừ cho 50 bình phương. Giờ ở đây mình thấy là ở đây có một con số này rất quan trọng, chính là 10 100 trừ 10 bình phương. 100 trừ 10 bình phương có nghĩa là 1 bằng 10 bình phương trừ 10 bình phương, có nghĩa bằng 0. Tích của nguyên cái những cái số này nhân cho không thì bằng không, đúng không? Như vậy mình sẽ viết là cái nguyên cái này mình sẽ khai số 10 bình phương trừ 10 bình phương chính là số 0, đúng không? Giờ tích của những số này nhân cho không thì đều bằng không, đúng không? Tích của bất cứ số nào nhân cho không đều bằng không, đúng không? Như vậy kết quả cuối cùng M sẽ bằng không. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 có em nào có kết quả giống không? Các em có thể bấm hết video, hãy biết là các em làm đúng nha. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 6. Giờ câu 6 mình thực hiện các phép tính. Giờ hãy sẽ làm câu số 6 nhé. Mình sẽ làm câu A chứ. Như vậy mình sẽ viết là cái đề chữ nha. Giờ mình sẽ có quán ngoặc vuông. Giờ sau đó là ngoặc tròn 3 phần 7 lý thừa 4 nhân cho 3 phần 7 lý thừa 5
giờ chia cho 3 phần 7 ly khu 7. Giờ bây giờ mình sẽ tính cho mặt vuông chứ. Đây là phép nhân hay lũy thừa cùng cơ số. Mình sẽ giữ nguyên cơ số là 3 phần 7. Mình sẽ lấy lũy thừa cộng lũy thừa. Như vậy là cơ số là 3 phần 7. Mình sẽ giữ nguyên nha. Giờ cơ số lũy thừa cộng lũy thừa. 4 cộng 5 là 9. Như vậy là lũy thừa 9. Giờ chia cho 3 phần 7. Lũy thừa 7 viết lại. Như vậy mình sẽ có phép chia hai lũy thừa cùng cơ số thì mình giữ nguyên cơ số, mình lấy số 1 trừ số 1 đúng không? Như 3 phần 7 viết lại. Số 1 trừ số 1, 9 trừ 7 bằng 2. Như kết quả là 3 phần 7 lũy thừa, tất cả lũy thừa 2. Giờ như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ mình câu B thì mình cũng làm tương tự thôi, đúng không? Mình sẽ viết lại cái đề trước nhé. Giờ như vậy là mình trước hết là mình sẽ có mặt vuông. Tiếp theo là mặt tròn. 7 phần 8 lũy thừa 5. Chia cho 7 phần 8 lũy thừa 4. Nhân cho 7 phần 8. Giờ như vậy đây là mình thấy là mình sẽ tính cho mặt vuông chứ. Đây là phép chia hai lũy thừa cùng cơ số. Thì giữ nguyên cơ số mình lấy số 1 trừ số 1. Đúng không? Nhưng mình sẽ giữ nguyên cơ số là 7 phần 8. Lũy thừa chỉ thừa 5 trừ 4 bằng 1. 7 phần 8 lũy thừa 1 thì lũy thừa 1 mình không cần ghi nhé. Đúng không? Giờ như vậy là nhân 7 phần 8 viết lại. Giờ như vậy đây là phép nhân hay lũy thừa hai cái số giống nhau. 7 phần 8 nhân 7 phần 8 thì mình sẽ biến đổi thành lũy thừa chính là 7 phần 8 bình phương, được không? Giờ bây giờ người ta kêu mình tính thì mình sẽ tính ra kết quả luôn nha. Như vậy là 7 bình phương có nghĩa là bằng 49. 8 bình phương có nghĩa là 8 nhân 8 là 64. Đúng này. Như kết quả là 49 phần 64. Giờ câu A thì mình sẽ tính ra kết quả luôn nha. Như vậy là 3 bình phương thì sẽ bằng 9. Còn 7 bình phương là 49. Như vậy kết quả sẽ là 9 phần 49. Đúng này. Giờ như mình xong câu B, mình sẽ qua tiếp câu C nhé. Giờ câu C. Như giờ câu C thì mình cũng làm tương tự đúng không? Giờ mình sẽ làm câu C được. Chứ không mình sẽ viết lại cái đề. Giờ như mình sẽ có mặt vuông trước nha. Tiếp theo là mặt tròn. 0,6 lũy thừa 3. Nhân cho 0,6 lũy thừa 8. Giờ bên ngoài là phép chia. Mình sẽ có mặt vuông. Mặt tròn. 0,6 lũy thừa 7. Nhân cho 0,6 bình phương.
Giờ bây giờ mình sẽ tính cho ngoặc vuông trước, đúng này. Như vậy đây là phép nhân hay lũy thừa cùng cơ số, mình giữ nguyên cơ số là 0,6. Mình sẽ lấy số mũ cộng số mũ 3 cộng 8 bằng 11. Như vậy kết quả là 0,6 lũy thừa 11. Phép chia, quyết là mình sẽ tính trong cái ngoặc vuông bên đây. Như vậy mình giữ nguyên cơ số là 0,6. Mình sẽ lấy số mũ cộng số mũ 7 cộng 2 bằng 9. Đúng này. Tiếp theo mình sẽ có phép chia hai lũy thừa cùng cơ số, mình giữ nguyên cơ số 0,6. Mình lấy số mũ trừ số 1. Như vậy là 0,6. 11 trừ 9 thì bằng 2. Như kết quả là 0,6 bình phương. 0,6 bình phương có nghĩa là 0,6 nhân 0,6 thì bằng bao nhiêu? Như vậy kết quả là 0,36. Đúng này. Giờ như vậy mình xong câu số 6 nha. Giờ câu số 6 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 7. Câu số 7 thì mình cũng thực hiện các phép tính. Giờ hãy sẽ làm câu số 7 nha. Mình sẽ làm vậy. Mình sẽ làm cộng 2 chứ. Mình sẽ biết là cái đề chứ. Hai phần 5 cộng cho 1 phần 2 bình phương. Như vậy là mình sẽ tính cho ngoặc trước. Đây là phép cộng hai lũy thừa cùng cơ số, mình giữ nguyên cơ số. Như mình sẽ tính cho ngoặc, đây là phép cộng hai phân số khác một số nên mình sẽ quy đồng một số, đúng không? Như mình sẽ chọn mẫu số chung chính là tích của 5 nhân 2 là 10. Như vậy là 2 phần 5 mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 2. Và 1 phần 2 mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 5. Đúng này. Như vậy là 2 phần 5, 2 nhân 2 là 4. 5 nhân 2 là 10. Dấu cộng quyết lại. Còn 1 phần 2 nhân tử qua mẫu cho 5. 1 nhân 5 là 5. 2 nhân 5 là 10. Giờ lấy thừa 2 quyết lại. Giờ bây giờ mình sẽ tính cho ngoặc. Đây là phép cộng hai phân số cùng một số thì mình lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. Như 4 cộng 5 bằng 9. Như 9 bằng 1 bình phương. Lũy thừa 2 thì các em có thể đọc là bình phương nhé. Còn lũy thừa 3 mình sẽ đọc là đọc phương. Như vậy 9 bình phương có nghĩa 9 nhân 9 là 81. 10 bình phương có nghĩa 10 nhân 10 là 100. Như kết quả là 81 phần 100. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu B. Giờ bây giờ mình sẽ biết là cái đề chứ nha. Như vậy là 0,75 trừ cho 1 và 1 phần 2 tất cả lũy thừa 3. Giờ bây giờ mình sẽ biến đổi cái số hợp phân này thành phân số luôn. Mình sẽ biến đổi hỗn số thành phân số luôn. Giờ mình tính cho nó dễ, đúng không? Như vậy là 0,75 mình sẽ biến đổi thành phân số chính là 3/4. 3 chia 4 sẽ bằng 0,75, đúng không? Dấu trừ viết lại. Bây giờ mình sẽ đổi hỗn số thành phân số bằng cách lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử. 2 nhân 1 là 2 cộng 1 là 3, kết quả là 3/2. Giờ lấy thừa 3 viết lại. Giờ tiếp tục mình sẽ tính cho ngoặc trước. Đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số, mình sẽ quy đồng mẫu số. Mình sẽ chọn mẫu số chung là 4, 14 chia hết cho 2. Đúng này. Như vậy là 3 phần 4 mình sẽ viết lại. Dấu trừ viết lại. Còn 3 phần 2 mình sẽ nhân tử qua 1 cho 2. Thì được là 6 phần 4. Đúng này. Lấy thừa 3 viết lại nha.
Như vậy tới đây thì mình sẽ được là phép trừ hai phân số cùng mẫu số mình lấy tử trừ tử giữa mẫu. Như vậy 3 trừ cho 6 thì bằng âm 3. À, mẫu số 4 viết lại. Đi khử 3. Viết lại. Giờ như là mình sẽ lấy âm 3 lũy khử 3 thì sẽ là bằng âm 27. Còn 4 lũy khử 3, 4 nhân 4 là 16 cộng 16 nhân 4 thì bằng 64. Như kết quả là 27 phần 64. Đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu C. Giờ câu C là 3 phần 5 lũy khử 15 chia cho 0,36 lũy khử 5. Chưa hết mình sẽ viết lại cái đề chứ. Ba phần năm lũy khử 15. Chia cho 0,36 lũy khử 5. Giờ như vậy là cái phân số này mình sẽ giữ nguyên nha. 3 phần 5 lũy khử 15 viết lại. Dấu chia viết lại. Như vậy là 0,36 thì mình sẽ biến đổi thành phân số. Thầy sẽ hướng dẫn các em biến đổi nha. Như vậy các em sẽ bấm trên máy tính của mình là 0,36. Các em sẽ bấm trên máy tính cầm tay là 0,36 bấm dấu bàn. Thì lúc này nó sẽ hiện là 9 phần 25. Như vậy cách đổi đó là nhanh nhất đúng này. Như vậy 0,36 chính là 9 phần 25. Giờ lấy khởi năm viết lại. Giờ như là ở phía trước thì mình sẽ giữ nguyên 3 phần 5 lấy khởi 15 viết lại. Dấu chia viết lại. Bây giờ mình sẽ biến đổi cái này nha. Như vậy là 3 phần 25 thì mình sẽ biến đổi chính là quyền mình hay là chính chính là 3 bình phương. 25 chính là 5 bình phương. Như vậy là 3 phần 25 mình sẽ biến đổi thành 3 phần 5 bình phương. Đúng nè. Như vậy 9 phần 25 chính là 3 phần 5 bình phương. Giờ mẫu 5 này mình sẽ viết lại bên ngoài. Giờ 3 phần 5 lũy khử 15 viết lại. Dấu chia viết lại. Mình thấy ở đây là lũy khử của lũy khử. Thì mình sẽ giữ nguyên cơ số là 3 phần 5. Mình lấy lũy khử nhân lũy khử. Đúng nè. Như 3 phần 5 viết lại. 2 nhân 5 thì bằng 10. Đúng nè. Giờ ở đây xuống dọc chỗ này. Bạn. Như vậy đây là phép chia hai lũy khử cùng cơ số, mình giữ nguyên cơ số là 3 phần 5, mình lấy số 1 trừ số 1, 1 đúng không? Như vậy 3 phần 5 viết lại. 15 trừ 10 thì bằng 5. Như vậy 3 phần 5 lũy khử 5, đúng không? Giờ 3 phần 5 lũy khử 5 mình chưa ha. Như vậy mà 3 phần 5 thì bằng 3 lũy khử 5 thì bằng bao nhiêu? Các em sử dụng máy tính bấm nha. 3 lũy khử 5 thì bằng là 247. Còn 5 lũy khử 5 thì bằng là 3.125. Đúng này. Như vậy kết quả sẽ là 243 phần 3.125. Giờ như mình xong câu C, mình sẽ qua tiếp câu D.
Giờ mình sẽ quan sát câu D. Câu D là 1 trừ cho 1 phần 3 ly thừa 8 chia cho 4 phần 9 ly thừa 7. Giờ mình sẽ viết lại cái đề chữ nha. Mình sẽ làm câu D. Viết lại cái đề chữ. Vậy là 1 trừ cho 1 phần 3 ly thừa 8 chia cho 4 phần 9 ly thừa 3. Giờ bây giờ mình sẽ tính trong ngoặc này trước nha. Như vậy là 1 thì mình sẽ hiểu là 3 phần 3. Được không? Như vậy 1 chính là 3 phần 3 trừ cho 1 phần 3 giờ ly thừa 8 viết lại. Giờ chia. Như vậy là 4 phần 9. 4 phần 9 thì mình sẽ 4 phần 9 mình thấy là 4 chính là 2 bình phương, 9 chính là 3 bình phương. Như 4 phần 9 chính là 2 phần 3 bình phương. Đúng này. Như 4 phần 9 chính là 2 phần 3 bình phương. Còn ly thứ 3 này mình sẽ để bên ngoài. Đúng này. Giờ như vậy là mình sẽ tính ở đây. Đây là phép trừ hai phân số cùng một số mình lấy tử trừ tử dương mẫu. 3 trừ 1 bằng 2. Như đây kết quả là 2 phần 3 ly thừa 8. Giờ chia cho. Như vậy đây là lý thừa của lý thừa. Khi mình giữ nguyên cơ số là 2 phần 3. Mình lấy lý thừa nhân lý thừa. Đúng này. Như vậy 2 phần 3. À, lý thừa nhân lý thừa 2 nhân 3 là 6. Được này. Như vậy đây phép chia hai lý thừa cùng cơ số mình giữ nguyên cơ số mình lấy số 1 trừ số 1. Đúng này. Như vậy 2 phần 3 mình sẽ viết lại. Giờ 8 trừ 6 thì bằng 2. Giờ 2 phần 3 lý thừa 2. 2 bình 2 lý thừa 2 có nghĩa là 4, 3 bình phương là 9, kết quả là 4 phần 9. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 7 nha. Giờ câu số 7 có em nào có kết quả giống thầy? Các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm đúng nha. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay nhé. Phần còn lại thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem nhé. Như là mình xong bài giảng hôm nay, các em thấy giảng gì hãy bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè học sớm nhé. Càng nhiều bạn xem càng vui. Và em này chưa đăng ký kênh Hải Liêm thì các em sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hải Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.